Chào các bạn ạ. Hôm nay là sáng thứ năm rồi các bạn. Những người làm công chức viên chức nhà nước thì làm ngày hôm nay ngày mai nữa thôi. Sau đó chúng ta có 5 ngày nghỉ lễ rất là dài. Sau 5 ngày nghỉ lễ thì đến thứ năm, thứ sáu tuần sau nữa đi làm lại. Rồi tiếp tục nghỉ thứ ba chủ nhật nữa đó. Sau này mình dạ hơi trễ tí các bạn. Trời của rồi nó nắng nắng các bạn ơi. Chiều khi ngủ nó cũng sướng lắm. Nằm điều hòa nó mát nhưng mà là sáng thì nó bị đau cổ, cho nên là ngủ quạt thì hôm nào nó mất mát thì ngủ được, hôm nào mà nó nóng là ngủ rất là khó lắm. Để vừa đi có câu chuyện gì cập nhật gửi đến với các bạn ạ. Sáng nay mình mở ra thị trường thế giới mình thấy đỏ rực luôn các bạn. Chứng khoán Mỹ và chứng khoán châu Âu đỏ trơn luôn. Biên độ giảm thì mình thấy ít hơn bữa tối hôm qua, ít hơn. Nhưng mà nó giảm đều hết, đó. Chắc là có những thông tin không được tốt đẹp về báo cáo tài chính. Mùa báo cáo tài chính. Còn ở Việt Nam chúng ta thì ngày hôm qua có một phiên đẹp đó. Buổi sáng thì nó sáo nhưng mà tầm buổi trưa chiều là thị trường kéo lên đẹp xanh ngắt luôn. Bà con vô cùng hớn hở sau mười mấy phiên giảm liên tục. Ngày hôm qua thị trường của chúng ta mới hồi phục. Còn nó đi lên được hay không thì phải chờ ngày hôm nay ngày mai nữa nó như thế nào. Không biết là thị trường Mỹ và châu Âu nó sẽ tác động các nhà đầu tư ngày hôm nay và ngày mai giao dịch này. Không biết là có còn giữ cái sự tích cực hay là không. Nhiều khi chúng ta thấy rất là lạ các bạn. Nguyên cả một tháng vừa qua là chúng ta thấy là rất là nhiều tin tốt. Còn những thông tư nghị định hỗ trợ cho thị trường nhưng mà thị trường của chúng ta nó giảm đều, nó giảm miết rồi. Tuy nó không có giảm mạnh như thời kỳ trước nhưng mà cứ giảm lai ra giảm mấy điểm. Ngày hôm qua mới xanh lên được tí đó. Mình thấy rõ thì một số chuyên gia và một số anh em đánh giá là dường như thị trường chứng khoán của chúng ta cũng dừng lại tới mức như vậy thôi. Chứ còn giảm sao nữa thì cũng chưa có cái tin nào gọi là giảm sao hết. Bởi vì phần đa là những cái tin mà hỗ trợ nó cũng ra hết rồi. Từ đây đến cuối năm còn một số cái chính sách nữa mà sắp đến ban hành sẽ mang tính chất hỗ trợ thị trường. Đó là Thủ tướng Chính phủ mới chỉ đạo Bộ Tài chính đó cố gắng khẩn trương hoàn thành dự thảo nghị quyết gửi Thường vụ Quốc hội thông qua giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%. Đó. Ngày 25 tháng 4 vừa qua Thủ tướng Chính phủ có họp và tiếp tục chỉ đạo đó. Mức thuế này giảm áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 cuối năm nay đó. Việc giảm thuế VAT sẽ hỗ trợ kích thích tiêu dùng. Thuế VAT thì nó không ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp hết các bạn ạ. Các bạn nhớ cái thuế VAT là thuế người tiêu dùng trả. Chúng ta mua hàng hóa là xem như là chúng ta đã cộng thuế VAT trong đó rồi. Lao này là chúng ta không biết. Thực chất là doanh nghiệp cũng thu xong đó là nhà nước thu lại thôi đó. Không ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp hết.
Nhưng mà có việc mà giảm thuế thì chúng ta hãy tưởng tượng là cái giá thành nó hạ xuống xíu chứ. Nó hạ xuống một xíu thì người dân thấy nó đỡ hơn, thấy giá nó rẻ hơn, thì kích thích tiêu dùng hơn, đó. Quan trọng nhất là từ đây đến cuối năm đừng có tăng giá xăng dầu này, rồi có giá điện á. Đó, mình nghe phong phanh là tăng giá điện. Giá điện mà nói bạn là nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp và ảnh hưởng đến người dân ghê lắm. Điện mặt trời thì mấy năm nay các bạn biết là cũng chắc lên chắc xuống. Đợt vừa rồi nhiều anh đua xây dựng nhà máy điện gió mặt trời coi như là đứng bánh hết. Ví dụ như tập đoàn Trung Nam các bạn nè, bỏ ra mấy ngàn tỷ để đầu tư điện gió và điện mặt trời, bữa nay là không hòa lưới được. Đấy không? Ở nhiều khi mà cầm đàn chạy trước ô tô các bạn nè, chết. Các chính sách của chúng ta nhiều khi cũng không có nhắc quá. Các doanh nghiệp đổ đấm tiền bây giờ là đứng bánh hết. Tập đoàn Trung Nam vừa rồi cũng phát hành trái phiếu nhiều lắm đó. Không phát được điện, không có tiền thì làm sao có thể trả nợ được. Đó, một câu chuyện rất là nan giải. Bài toán về ngành điện. Ngày hôm qua đây mình đặt cái tin của tiến sĩ Gắn Quân Lực các bạn nè. Đánh giá về tác động của thông tư 02-03. Ông nói rằng thông tư 02 nó sẽ tác động rất là mạnh. Còn thông tư 03 thì ông nói rằng cái này nó tùy thuộc vào sự đánh giá của ngân hàng nè. Cái việc mà mua lại trái phiếu là hoàn toàn phụ thuộc vào sự đánh giá của ngân hàng. Tại vì ngân hàng phải đánh giá cái bên mà phát hành trái phiếu, có trái phiếu đó có đảm bảo hay là không, có tốt hay là không, doanh nghiệp có tốt hay là không. Đó. Doanh nghiệp phải tốt thì trái phiếu đó mới nằm trong cái gì mua lại đó, chứ không phải là trái phiếu nào cũng được mua đâu các bạn. Cho nên trong hai thông tư đó ông đánh giá cao nhất là thông tư số 02 đó. Đó, cái dài thời gian trả nợ rồi khoanh nợ đó, không cho nhà nhóm nợ, cái đó nó sẽ thực tế giúp cho doanh nghiệp nhiều hơn. Còn mua trái phiếu cũng là một cái hình thức là tạo nên một cái hình lang pháp lý, tạo điều kiện mua lại một phần trái phiếu để tạo thanh khoản thôi. Cho nên ông nói rằng cái việc mà giải quyết câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản, là phụ thuộc vào rất là lớn doanh nghiệp. Tiến sĩ Cảm Ơn Lực là nằm trong hội đồng tư vấn quốc gia, cho nên những phát biểu của ông là mình thấy có trọng lượng. Và những phát biểu của ông mình để ý là một thời gian sau nó trở thành hiện thực. Còn thị trường bất động sản mình đọc khá là nhiều báo nhưng mà cũng không có thông tin gì mới hết các bạn. Những thông tin mới thì cơ bản mình cũng đã chia sẻ nốt gửi đến với các bạn hết rồi. Bây giờ là cơ bản là phải chờ các chính sách của nhà nước nó vận hành như thế nào, nó đi vào cuộc sống như thế nào. Đó. Thì nhìn chung á, là cơ bản là tốt thấy thôi, chứ còn mình nghĩ cũng không có gì xáo hết. Hồi trước đưa ra những chính sách này, chính sách kia là mang tính chất siết chặt. Còn lần này là mở lỏng ra, có nghĩa là tốt rồi. Nhưng mà đúng là thị trường của chúng ta đợt vừa rồi nó bị sốc quá, thực sự bị sốc các bạn. Siết mà siết quá mạnh, lòng cái âm một phát là coi như bà con rớt hết. Doanh nghiệp cũng rớt hết. Cho nên đây cũng là một trong những bài học kinh nghiệm của Việt Nam chúng ta. Siết thì đồng ý siết, nhưng mà phải có độ từ từ. Phải có một cái lộ trình như thế này các bạn ạ.
từ đây đến 3 tháng sau là tôi áp dụng dùng nó, từ 3 tháng sau đến 6 tháng sau nữa là tôi áp dụng dùng nó, có nghĩa là phải có một cái độ rò lần như thế này đó. Cũng giống như lộ trình tăng lãi suất của Fed đó các bạn thấy không? Trước khi tăng là người ta luôn luôn làm cái công tác truyền thông, mà nó có một cái lộ trình 6 tháng tới, 12 tháng tới là tôi đi theo cái lộ trình như vậy để thông báo cho các doanh nghiệp biết rằng nó là như vậy đó, để cho thị trường người ta tiếp nhận thông tin đó, nó hòa vào ngoài thị trường đó, nó không bị sốc. Còn mình đây các bạn biết là đưa ra thông tư có hiệu lực ngay, chết liền. Còn nó tan lại xúc rồi mình nói các bạn là chẳng làm công tác truyền thông như ra học hành đau ầm ầm cái chiều tối hôm đó công bố sáng ngày hôm sau thị trường nghe tin quốc cho máy phát và còn chạy toán loạn trời. Bởi vì sao mà cách đây mấy tháng các bạn để là Thủ tướng Chính phủ có họp chỉ đạo các ngành ngân hàng đó, tránh cái việc mà ban hành chính sách mang tính chất giật cục. Thủ tướng dùng cái từ là giật cục, có nghĩa là làm phải có cái đoạn đệm. Trời ơi, mình giật phát, mình giật ngược đi mà ai chịu nổi. Nói chung là mình thấy công tác truyền thông của các cơ quan nhà nước của mình nó còn yếu lắm. Phải tổ chức các buổi họp báo, các hội nghị, cái gì cũng phải có sự thông tin về chính sách rõ ràng, công khai, minh bạch để cho thị trường người ta nắm, có thời gian để người ta có sự chuẩn bị. Khi thị trường nó biết thông tin đó, đánh một cái lộ trình như vậy là nó phản ứng một cách nhẹ nhàng. Còn đợt vừa rồi mình làm nhiều cái, thị trường nó đóng băng kinh quá, bà con chạy trời, và có thời gian để họ xử lý. Bí quá cho nên bây giờ phải thả lỏng ra tí, cũng đang dần dần nới bớt vài gai rồi đó. Xưa siết chặt quá, bây giờ là nới dần rồi. Còn có việc để dòng tiền nó vào lại thị trường, mình nghĩ phải hết năm nay kia. Hết năm nay để xem tình hình nó như thế nào. Để dòng tiền chạy vào các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mọi thứ nó hoạt động, nó ổn định trở lại đã. Đau rồi đấy. Có dòng tiền chạy tới chạy lui rồi từ từ cũng chạy vào bất động sản. Chứ còn tiền bây giờ họ cũng ưu tiên người ta phòng thủ là chủ yếu. Mình nói đi nói lại các bạn rất là nhiều lần rồi, tiền đầu tư bất động sản là một số tiền rất là lớn, toàn mấy tỷ trở lên trên á. Dòng tiền lớn thì phải chờ sự tích lũy của xã hội rất là lớn, đặc biệt là tiền gọi tiền rẻ đó, hắn phải nhiều thì hắn mới chảy vào, hắn mới đãi tài sản lên. Nguyên lý nó là như vậy. Còn thời điểm này chủ yếu là dòng tiền tập trung cho lĩnh vực sản xuất nhiều hơn. Cho nên thời điểm này mà ai có tiền mặt là lợi thế lắm đó. Chỉ khó đi khảo sát chỗ nào nó ngon bổ rẻ thì cũng tranh thủ chốt đi. Các khả năng thị trường nó đi ngang hoặc là nó giảm một chút đỉnh đó thôi. Chứ còn cơ bản thì mình thấy nó không còn ở chỗ nào xáo hơn nữa rồi đó. Hết rồi đấy, nghĩ là như vậy. Những cái giai đoạn mà khó khăn nhất thì cơ bản là cũng được khống chế rồi, giờ chỉ là giai đoạn hồi phục thôi. Các bạn lưu ý rồi, ngày nay chia sẻ với các bạn một vài thông tin như vậy thôi. Bye cho các bạn ạ.